Chào các em, trong bài học ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu đến các em về set. Và cụ thể bài học này chúng ta dùng HSet, một class implement của set. Thì set là một trong những Java collection chúng ta học. Thì set là tập hợp các phần tử duy nhất và tồn tại duy nhất thôi trong cái tập hợp đó. Khác với list ở chỗ, list thì có thể lặp lại các phần tử, tuy vậy set chỉ là duy nhất. Thì để cụ thể hơn cách sử dụng của HSet thì chúng ta cùng đi vào trong code. Thì trong project Java nâng cao của anh sẽ tạo một cái package mới ở đây. Anh đặt tên là com.trungtamjava. .set. Thì trong cái package này anh sẽ tạo một class, anh đặt tên là demo set và anh cũng tạo hàm main mặc định ở đây. Thì trong hàm main này anh sẽ khai báo một cái set như sau: các em set, các em chọn Java util ở đây. Sau đó cửa liệu đây anh sẽ dùng là string đúng không? Và anh tên của set này các em đặt tên tùy biến, các em có thể đặt tên là set string và new. Ở đây chúng ta sẽ dùng new hset. Các em chọn hset và ở đây cửa liệu là string. Như vậy thì các em thấy là set là một interface và hset là một cái class implement interface set này. Do vậy ở đây chúng ta dùng tính đa hình để set dùng làm kiểu dữ liệu và chọn cái đối tượng con là hset, tương tự như trong list chúng ta đã khai báo rồi đúng không? Thì để thêm các phần tử vào trong set chúng ta làm như sau: set string. Các em dùng hàm s ở đây, các em chuyển vào đây là b. Tương tự anh copy lại cái dòng lệnh này. Anh sẽ chuyển vào 5 phần tử. Đây là a. Đây là e. Đây là C và cuối cùng là B. Các em chú ý cho anh, ở đây anh truyền vào hai phần tử giống nhau là BB. Thì anh sẽ dùng vòng lặp for x để anh nhìn ra màn hình. Ở đây string đúng không? Yes. Đây là string. Và đây là tên của set. Đây là set string. Tiếp đó anh sẽ switch to mouse ra. String s này, anh chạy lại chương trình để em thấy. Như vậy thì trong set này chỉ có 4 phần tử thôi, A, B, C, E. Một phần tử B đã bị mất đi bởi vì set là tập hợp phần tử duy nhất. Do vậy phần tử B được add 2 lần và một lần nó sẽ xóa đi do bị trùng. Và ở đây các phần tử đã được sắp xếp theo thứ tự là A, B, C, E, theo thứ tự tăng dần. Trong cái thứ tự anh nhập vào là B, A, E, C, các em chú ý cho anh, thứ tự nhập vào là B, A, E, C, anh in ra là A, B, C, E. Như vậy thì hset không đảm bảo thứ tự các phần tử nhập vào, cũng như set là tập hợp các phần tử duy nhất. Thì trong set chúng ta không thể dùng vòng lặp for any được. Đối với set, các em có thể dùng iterator, các em có iterator. Và đây là string đúng không? Như bài học trước chúng ta học, iter ở đây. Và set string.iterator. Và các em có thể while, iter.hasNext đúng không? Và trong này các em switch to mouse ra là iter.next. Các em chạy lại chương trình này. Các em cũng thấy nó in ra cho anh là ABCA đúng không? Như vậy thì các em có thể dùng iterator và vòng lặp for x để lặp lại các phần tử trong set. Để xóa một phần tử trong set thì chúng ta có thể sử dụng là setString.remove. Ở đây các em chỉ được remove, các em chuyển phải chuyển vào cái đối tượng. Thì ở đây anh chuyển vào đối tượng A. Các em không thể remove theo index được bởi vì trong set không có index. Bởi vì các thứ tự các phần tử không đảm bảo nên không có index. Thì các em chạy lại chương trình này. Sau khi đấy xong các em dùng vòng lặp for x để in lại. Thì các em thấy là sau khi remove thì phần tử trong set sẽ còn là B, C, E đúng không? Tương tự trong iterator này các em cũng hoàn toàn có thể dùng if iter. Các em có thể dùng cái này, khai báo một string là s bằng iter.next. Ở đây các em in ra s và các em có thể remove trong iterator là A đúng không? Thì các em có thể là s iter.remove như bình thường chúng ta học ở bài học trước. Thì em chạy lại chương trình này các em sẽ thấy. Như vậy sau khi remove thì là BCE đúng không? Thì bởi đây chúng ta đã remove trên này rồi. Bên lệnh remove bên dưới sẽ không còn phần tử A nữa. Nên chúng ta remove nó không có tác dụng gì nữa. Thì trong bài học ngày hôm nay các em đã biết về cách sử dụng là set. Cũng như là cụ thể ở đây là hset. Thì hset không đảm bảo thứ tự các phần tử nhập vào. Cũng như set là tập hợp các phần tử duy nhất. Và cách sử dụng set cũng các em có thể dùng là for x iterator. Cách thêm vào và xóa đi các em phải dùng đối tượng. Thì ghi nhớ cho anh. Thì trong bài học tiếp theo, anh sẽ cùng các em đi nghiên cứu về linked hset, một class khác, implement interface set. Thì hẹn gặp lại các em.